Yes. Haya kata Haiti. Gần. Được. Haya kata Haiti. Trận này mà thua thì 3 xe thông cũng là chát lắm rồi. Thôi thắng một trận đi. Đưa về chung kết thì đánh cho nó hồi hộp. Khán giả người ta dễ vỡ tim. Giết được nhiều người. Cái kiểu mà cứ thua này thì người ta buồn. Đây rồi, bãi quả đầu rồi. Hơi xấu tí. Nhưng dân đi à chắc là cũng cố mua được. Dẫu sao nó cũng dường như là 7 cây thì phải. Rồi, đóng trên này. Đây là gắn đi. Chém thôi chứ biết làm nào là đây chim sẻ. Số mệnh của chim sẻ ăn thôi. Bài đẹp thì cứ cho đánh cùng được. Bài xấu chẳng chém. Bên kia Kata, đây rồi. Voi sớm rồi. Mà chim sẻ nắng đôi voi sớm. Ông nào ông phọt ra 11 dân Gandhi thì có phải đâu. Chắc tôi nghĩ không phải Gandhi đâu. Gandhi bây giờ mới 10 dân thôi. Cái quả cả hai người cùng xấu. Bên kia có một người ra dân rất nhanh. Hai IA đều là chém tuyển. Với IA thì cũng dễ chuyển quân thôi. Chuyển quân là việc đơn giản dễ dàng. Nhưng để cho Hitty ở phía bên kia có bài khỏe thì cũng mệt. Bãi quả phụ này, bãi quả phụ giữa hai nhà đây rồi. Cơ sở dữ liệu cũng đã có rồi. Một đàn hiêu to nữa. Như vậy là đàn hiêu, những đàn hiêu trong trận thi đấu này của thủ Gandhi là giải rác. Có nhiều nhưng giải rác. Gandhi sẽ phải ép gỗ thật sớm. Thật sớm. Để ép đầu thiết kế sớm. Có gỗ ăn những bầy hiêu của mình. Vâng, những bầy hiêu lẻ tẻ. Rogan, Alamos, Isa, Rogan, Lara, Donna, E, Alamos, Romans, Uran, Alamos, Homus, Oklahoma, Isa, Alamos, Uri, Rogan, Alamos, Homus, Oklahoma, Lara, Alamos, Oklahoma, Alamos, Homus, Lara, Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu thôi. Gandhi 24 đồng dân. Nhưng một bài không đồ lùa về của IA, Gandhi cũng phải hơn 8 khá xa mới có thể kích từ 1 đến 2 được. Còn chim sẻ thì thẳng 25 đồng dân. Tôi nghĩ là cả hai người sẽ cùng chém thôi. Chim sẻ nắng đã có bãi quả phụ ở phía dưới dành cho riêng mình rồi. Cả hai người cùng khỏe. Đã 73% lên đời dành cho chim sẻ. Ép 25 nông dân nhưng cực khép. Nhưng gỗ đang thiếu khá nhiều. BL thôi. Đây là BL. Vẫn phải sang đến 11 kèm.
là BM, gồm rất nhiều đồng dân, cộng thêm cả một đồng dân ở trong nhà chính nữa. Bãi vàng không phải là bãi vàng đẹp, có bãi quả phụ ở phía trên. Lỡ ngỡ ra đấy thấy cái G của BB nữa thì đúng là mệt thật. À không, he he, nghĩ chắc là cái G he he đấy thì đúng là đau đầu. Đến với chim sẻ tiếp thôi. Rồi, dồn dần vào. Oklahoma. Này như này rất khó lòng mà dám đánh thủ, chém hết lấy lợi thế thôi. Sau đó thì đánh tay to ra. Bây giờ thiết kế rất đẹp ở giữa, rất giữa bãi quả luôn. Đây rồi, he đây rồi. Đây rồi, Hitty đến từ cái thủ he. Ui dài, đây. Ông ơi, ông ăn gì cho tôi cúng không vậy? Khiếp quá. Kinh hồn thế, tâm lý thoải mái, giúp cho tụi hè có những pha về em đang trong tưởng tượng cũng không nghĩ ra được. Bánh xe luôn. Hai lờ bắt đều đây, hở đây. Nông dân. Hitty đánh theo kiểu cung cung bo nhỏ thôi, không phải là một bài khung nhà. Đấy, đấy. Không, không phải, không phải. Một pha dự hơi sai đến từ cái thủ chia sẻ. Không có nông dân ở vị trí vừa rồi của thủ he. Bánh xe rồi. Nhìn rất nhiều nông dân nhưng cũng có bánh xe rồi. Nhưng tại sao ruộng lơ thơ thế này thì lấy cái gì cho mà khóc nhỉ? Đấy, đấy, đấy. Cũng không kém phần lòng chẳng đâu. Kẻ tám lượng người nửa cân thôi. Nâng chặt gỗ để có thể ra ruộng đều đặn. Và có thể chuyển được cung à nếu thấy cần. Ở phía bên kia Gunny thì sao? 25 đến từ cái thủ Gunny. Chết. Không biết là có ôm bom thành công Kata hay không. Chim trẻ nắng đang là người làm tốt trước game thủ E rồi. 2L vắt rất đều. Đây là tuần tiếp theo. Với Yam ạ. Chim bắt đầu nóng mắt rồi. Nhìn cái kiểu vẩy ruộng như vậy tôi bắt thấy biết là chim bắt đầu nóng mắt rồi. Sẽ có L tiếp theo. Chém, 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 kiểu gì chém. Vâng, có ít máu. Chấp nhận hy sinh. Tụ vào. Vã. 41 trên 48 và tham gia hôm nay đến từ cái rủ chim sẻ. Sẽ có L tiếp theo. Chắc chắn là như vậy. Đấy, 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 đấy. Chim sẻ là người vẩy e hiệu quả. E vẩy e nó mang tính chất biểu diễn cao và hiệu quả lúc đầu là tốt. Nhưng chim sẻ đắng với là những người, với là những người vẩy e một cách hiệu quả cực kỳ cao trong những tên chiến đấu. Nào, bây giờ thì tụ chém vào. Đén luôn cái bè đi. Lên công 4. Nào, nào, nào. Đấy. Không, không. Chim sẻ nắng đã đoán khá hay. Nhưng một pha đi quân có thể nói rằng tình đào đến từ cái thủ e làm cho cái thủ chim sẻ đi nắng không thể bắt được tân quân vừa rồi của thủ e. Lao vào vã luôn. Chém 4 rồi, chuẩn bị lên chém 4 rồi. Thời gian lên chém 4 lâu thế nhở. Tiếp tục 2L vắt rất đều dành cái thủ chim sẻ. Đấy tôi biết là đen me ra. Lao vào chém bằng chết, chém bằng chết, chém 4 rồi. Chém cho bằng chết. Đây ui ui, chỗ này quanh ruộng này bảo sao vẫn sóc được cung R đều. L tiếp theo đến từ cái thủ chim sẻ. Cày lắm rồi. Ui ui, vẫn chốt được e. Không, 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 phù của mình. Lao vào đòi vã cả phù cái thủ Gunny nhưng thôi. Gunny vẫn giữ được tham lai 25. Cửa sáng rồi, cái đợt cửa sáng là tiếp tục đến chim sẻ. Dỡ hết ruộng ra, dỡ hết ruộng ra. Không, cũng không được.
chậm rãi một tơn, chờ những con chém lao lên. Úi da. Úi chà chà. Mười hai trên 68 là tham lai này đến được cái đủ chia sẻ, không vào được bãi hố chính này. Nhưng với 4L uy giải thôi ông này, ông này có xong được không ấy? Biết là cáu rồi nhưng mà cứ phải bình tĩnh giải quyết vấn đề trên hiến trường của Liên Hợp Quốc đấy. Cả BC lên đầu máu nữa. 5L ông phát thì thế này thì còn hơn là người ta phát bắt cung R này bao giờ không? A vậy à? Được, cứ để đấy. Úi giời, tật cố 2. Đầu máu. Dỗi rồi. Nhìn cái mặt này biết dỗi rồi. Không chơi với bố con thằng nào, kệ tôi chơi mình. Kệ tôi. Ông cứ kệ tôi, đừng can tôi. Nhìn cái mặt này biết dỗi rồi. Đây màn hình máy của cái thủ gắn đi. 28. Kệ. Đánh nhau mà kệ. Tôi thề luôn, chia sẻ trận này không tàn. Giết chết e he. Kiểu gì giết chết e he. Nào. Vâng, có 3 con tách lẻ vào đây thôi. Chia sẻ nắng mất quay ruộng ở trên. Khả năng sóc đều 5L với thủ chia sẻ nắng là bị ảnh hưởng. Đấy. Xin thì cho. Chắc quay sang ý ới gì ít gỗ. Cho luôn. 68, tham chém 68. Úi giời ơi. Điền lắm rồi. Bây giờ chém nổ VA. Sau đó thì càng phải em cũng chém càng điên. Nâng hết tất cả các điều kiện. Cơn điên của game thủ chim sẻ đến nắng ở trong trận thi đấu này. Rồ dại lắm rồi. Muốn trận thi đấu mà không đâu vào với đâu. Bây giờ thì kệ thôi. Cứ kệ thôi. Đừng can. Cấm can. Để nguyên. Cấm can. Nào thì vậy, nào thì phải chơi. Căng đấy. Chơi đấy mà. Kiểu gì cũng chơi. Đấy. Kiểu gì cũng chơi. Không ra. Quyết không ra. Chơi đến cùng khô máu luôn. Chắc chắn là như thế. Chơi khô máu luôn. 5L. Vâng, lao vào chém bằng chết. Rồ dại đến từ cái thủ chim sẻ nắng trong trận này. Úi dồi ôi, bơm gỗ. Đấy, và nghe he không thể chịu được cơn dại đến từ cái thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, chưa bao giờ thấy một game thủ chim sẻ rồ dại đến mức như thế này. Khiếp hồn. Hai đều. Một trận mà game thủ chim sẻ nắng chém kinh hoàng. Hơi thiếu bình tĩnh nhưng đây là sự thiếu bình tĩnh cần thiết trong một trận thi đấu mà game thủ chia sẻ nắng cầm Yamato vã chết Hiti của game thủ E bằng một cách có thể nói rằng tàn nhẫn nhất trong lịch sử đế chế từ trước đến giờ. Đèn hết rượu hết đây à? Tỷ số là cân bằng hai đều và chúng ta hãy cùng chuẩn bị.